Trồng trọt, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, và kỹ sư Ngô Ngọc Mỹ, Phó Giám đốc Marketing Công ty Cổ phần Phân bón Bình Điền. Xin cảm ơn các nhà khoa học đã tham gia với chương trình và xin cảm ơn Công ty Cổ phần Phân bón Bình Điền đã đồng hành cùng chúng tôi trong chương trình này. Xin kính mời quý khán thính giả và bà con nông dân hãy gọi điện thoại đến số tổng đài đường dây nóng 02993 526 526 để đặt câu hỏi cho các nhà khoa học, đồng thời có cơ hội nhận được một phần quà do Công ty Cổ phần Phân bón Bình Điền trao tặng cho khán giả có câu hỏi hay. Phần quà là 5 bao phân đầu trâu nuôi trái, và chương trình cũng dành tặng cho hai khán giả may mắn 2 thẻ cào, mỗi thẻ là một cạc điện thoại trị giá là 200.000 đồng, bằng hình thức là khán giả gọi điện thoại và nhắn tin qua Facebook và YouTube để giao lưu với chương trình. Chúng tôi sẽ thực hiện chương trình quay số ngẫu nhiên để chọn ra hai khán giả may mắn. Chương trình đang được truyền hình trực tiếp từ phim trường Đài Phát thanh Truyền hình Sóc Trăng trên sóng phát thanh FM tần số 100.4 MHz, đồng thời được phát trực tuyến trên website thst.vn, trên trang Facebook và YouTube của Truyền hình Sóc Trăng. Hiện giờ tổ thư ký của chúng tôi đang sẵn sàng tiếp nhận tất cả các cuộc gọi từ quý vị. Khô hạn sẽ qua đi, mưa sẽ đến, nước ngọt sẽ về. Vườn cây cần phục hồi nhanh, ra hoa đều và nhiều trái đẹp. Giải pháp thông minh cho nhà vườn, hãy chọn một sản phẩm cho cây ăn trái đầu trâu một hạt mới với vi lượng kẽm thông minh giúp nhà vườn giải quyết mọi lo toan. Đầu trâu AT1 giúp cây phục hồi nhanh. Đầu trâu AT2 giúp cây ra hoa đều, đầu trái tốt. Đầu trâu AT3 giúp trái lớn nhanh, quả chín đẹp. Giải pháp thông minh cho nhà vườn. Thưa quý khán thính giả, làm thế nào để nâng cao năng suất và chất lượng cây ăn trái, góp phần làm cho gia tăng lợi nhuận? Đó là mối quan tâm của các nhà vườn. Tuy nhiên thì đối với từng vườn cây cụ thể thì có những nỗi trăn trở riêng. Chúng ta cùng theo dõi phóng sự sau đây. Vườn bưởi gần 1 hecta của ông Đặng Văn Úc ở ấp 2 thị trấn Vĩnh Viễn, huyện Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang đang cho trái đợt đầu tiên. Khu vực này trước đây là đất rừng tạp, nhiễm phèn, được ông cải tạo lại trồng bưởi da xanh theo hướng việt gáp. Đặt nhiều kỳ vọng ở đợt trái đầu này, ông Út khá tận trọng trong việc chăm bón nuôi trái và dưỡng cây sau thu hoạch. Hiện nay là vấn đề là để trái bưởi nuôi trái thì những cái dòng phân tôi chưa có biết dòng phân nào để cách thức để nuôi dưỡng trái cho nó trái vừa nó bự trái và ngon ngọt. Để tôi có được cái thị trường đi xuất tiến những thị trường khó tính như Âu Á, rồi những cái sao, rồi tôi để trái vừa xong rồi tôi cũng chưa biết là vấn đề để bẻ trái rồi. Mình không biết nuôi cây trở về sau để dưỡng trái đợt sau, không biết nuôi những cái dòng phân nào. Cũng trồng cây có múi vườn cam sành của ông Lê Văn Hùng ở ấp 5A, xã Ba Trinh, huyện Kế Sách, tỉnh Sóc Trăng, có nhiều cây đã hơn 10 năm tuổi. Cây lâu năm, chất lượng trái có phần giảm sút. Đây cũng là một trong những trăn trở của ông Hùng. Những cái vườn cây lâu năm mà xài cái phân nào cho nó phù hợp để nó tăng cái trọng lượng và cái kích thước nó mau và cái nó bền vững. Để đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của thị trường, nâng cao chất lượng trái cây hàng hóa là một trong những vấn đề được nhà vườn quan tâm. Từ đó góp phần tăng giá trị cho trái cây và mang lại lợi nhuận cho bà con. Tinh khẩn bà con ơi, bón phân đầu trâu có ngay quà tặng. Khi mua một bao phân bón đầu trâu bất kỳ sản xuất tại nhà máy Bình Điền Long An, bà con được nhận ngay một gói bột ngọt Ajinomoto 100g. Chúc bà con trúng mùa được giá, cả nhà ăn vui. Tinh khẩn bà con ơi, bón phân đầu trâu có ngay quà tặng. Khi mua một bao phân bón đầu trâu bất kỳ sản xuất tại nhà máy Bình Điền Long An, bà con được nhận ngay một gói bột ngọt Ajinomoto 100g. Chúc bà con trúng mùa được giá, cả nhà ăn vui. Từ ghi nhận trên thì đặt ra rất là nhiều vấn đề, rất cần phải có sự tư vấn của các nhà khoa học. Và đầu tiên thì chúng tôi xin được trao đổi với giáo sư tiến sĩ Trần Văn Hâu ạ. Thưa giáo sư, đối với vùng đất mà nhiễm phèn và đất vườn tạp cải tạo lại như trường hợp của ông Đặng Văn Úc trong ghi nhận trên, thì việc chăm bón nuôi trái và chăm sóc cây sau thu hoạch thì chúng ta cần phải lưu ý những điều gì thưa giáo sư? Cảm ơn cô Hải Yến. Kính thưa bà con nông dân, nhiều quý khán giả xem đài thân mến. Thì như cái câu hỏi đặt ra từ chỗ anh Đặng Văn Úc ở ấp Vĩnh Viễn, huyện Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang. Thì như vậy thì nó có mấy cái vấn đề đặt ra. Đó là cái trên cái nền đất thì ông cho rằng đất thật ra hồi xưa cái vùng này nó phèn. Nhưng mà bây giờ thì trồng thì nó đã cải tạo và nó trồng cây bưởi mà thấy nó tốt như vậy. Thì vấn đề rõ ràng là chắc có lẽ là bây giờ đất nó phèn cũng đã rửa rồi. Với lại hai nữa là bây giờ bà con cũng đã biết cái cách lên liếp. Do thành ra là trồng cái có múi được
mà nó tốt như vậy thì rõ ràng là vấn đề đất phèn có lẽ là vấn đề không phải là cái trở ngại lớn nữa. Còn cái ý thứ hai mà ông anh Út đó anh cũng trăn trở, đó là cái vấn đề cái vườn tạp, cải tạo từ cái vườn tạp. Thì chỗ này thì anh Út không có nói rõ, thành ra không có biết cái lịch sử cái vườn như thế nào. Nhưng mà nếu đã nói là cái vườn tạp mà trước đây mà lên liếp mà lâu năm rồi đó, mà chứng tỏ là cái bưởi nó tốt á, thì như vậy thì nó có thể đặt ra cái vấn đề là đất nó suy thoái, tức là đất cái nó sẽ nghèo cái dinh dưỡng. Và như thế thì chúng ta phải có một cái chiến lược lâu dài, thì trong đó đặc biệt là cái vấn đề là nếu mà đất mà cỡ chừng 20 năm trở lên thì vấn đề là bón vôi để duy trì cái nâng cao cái pH là một cái vấn đề. Cái thứ hai nữa là phải bón phân hữu cơ hàng năm, thì đây là hai vấn đề cần phải bón. Còn cái ý mà thứ ba, cái chỗ mà anh Út mà quan tâm, thì cái chỗ này là cái chỗ là anh này anh nói bây giờ không biết là bây giờ là nuôi trái rồi chăm sóc như thế nào. Thì thật ra đây là cái vườn của anh Út là cái vườn nó mới cho trái thôi. Thì thật ra có lẽ là cái câu hỏi này thì nếu mà đúng ra đó thì dành cho mấy cái vườn mà như cái vườn ở chỗ cái anh Lê Văn Hùng ở chỗ kế sách mà nói lâu năm thì nó có lẽ là nó rõ hơn. Tại vì nói chung thì cái vườn mà bưởi mà mới có trái mà trái chín mà ban đầu đó, thì thật ra cái cây nó ra trái không có tập trung, do thành ra cái vấn đề chăm sóc thì nó nói chung thì cũng rất là khó. Còn nếu mà nói nhìn chung cái cách mà chăm sóc cho cái cây bưởi, cây cam nói riêng hay là cái cây ăn trái nói chung, thì cái vấn đề quan trọng nhất mà anh Hùng cũng như là anh Nút á, cần quan tâm, đó là chúng ta phải bón phân là theo từng giai đoạn. Vậy thì giai đoạn là những giai đoạn nào? Thứ nhất là giai đoạn sau thu hoạch. Sau thu hoạch là chúng ta cần phải bón phân lại cho nó phục hồi lại khả năng sinh trưởng, thì giống như cái chỗ anh Út quan tâm đó. Thì nếu mà cái giai đoạn này muốn bón phân mà cho cây nó phục hồi, thì vậy thì cái cây mà đã lớn tuổi rồi, cây cho trái lâu năm như cái vườn cây của anh Hùng đó, thì thường thường là nếu mà bón phân mà muốn phục hồi thì thường thường là chúng ta phải xem coi cái cây nó năng sức nó như thế nào. Nếu cái cây mà năng sức nó cao, nó nhiều, thì vậy thì chúng ta phải bón phân nó nhiều hơn là bình thường. Còn nếu mà cái cây mà năng sức thấp ít thôi, thì vậy thì cái lượng phân chúng ta có thể giảm xuống. Thì nói chung thì trong cái điều kiện của bà con nông dân ấy, miền Tây chúng ta đó, thì đất nó ít, diện tích nó nhỏ, một người có 5-3 công thôi. Thành ra là nhiều khi bà con thuộc từng cái cây của mình, thu hoạch cây bao nhiêu. Thì nếu mà làm được như vậy thì phải nói là cái chăm sóc cái cây thì nó rất là tốt. Nhưng mà nói chung thì nếu mà một cách tổng quát đó, thì cây mà năng suất càng cao chừng nào thì bón phân càng nhiều chừng nấy để nó giúp cho nó phục hồi. Cái giai đoạn thứ hai là bón phân để chuẩn bị ra hoa. Thì hiện nay thì đặc biệt là bà con mà trồng cam sành đó, thì thường bà con là bón cái phân mà lân rất là cao để mà thúc tạo mầm hoa. Thì nói chung là cái giai đoạn này, cái giai đoạn chuẩn bị tạo mầm hoa, thì phải giảm cái lượng đạm mà tăng lân và tăng kali, đặc biệt là phải kích thích cho nó ra đọt rồi làm cho nó trưởng thành. Do đó thành ra là cái giai đoạn này thì nói một cách tổng quát là chúng ta giảm phân đạm, tăng lân và kali. Còn cái giai đoạn tiếp theo là giai đoạn ra hoa. Thì giai đoạn ra hoa thì giai đoạn này thì thường cái dinh dưỡng, nếu mà cái cây mà nó tốt rồi thì thôi, còn nếu mà cái cây mà nó không được tốt thì có thể là thêm cái khâu gọi là nuôi bông, tức là cái giai đoạn nó nhú bông rồi nuôi bông cho bông nó phát triển mạnh, thì chúng ta có thể bón cái phân mà dưới đạm, lân và kali có thể bằng nhau. Còn cái giai đoạn mà đậu trái cho đến mà trái thu hoạch, mà để mà có cái năng suất và chất lượng mà giống như cái chủ đề mà của chương trình hôm nay đó, là để đạt được cái chất lượng mà hàng hóa đó, thì vậy thì chúng ta phải bón theo từng giai đoạn phát triển của cái cam hoặc là cái cây bưởi. Thì thật ra thì đối với cây bưởi thì cái thời gian từ khi đậu trái đến thu hoạch là nó khoảng 7 tháng, cam sành thì tới 8 tháng rưỡi, phải nói là cái thời gian này rất là dài. Do đó thành ra là chúng ta phải hiểu được các cái giai đoạn mà bón đúng thì nó mới có thể đạt được thứ nhất là năng suất và thứ hai nữa là chất lượng. Thì giai đoạn đầu trong vòng khoảng 2 tháng đầu thì nó mới đậu trái, nó hình thành cơ quan thôi, thì giai đoạn này thì nếu mà bón đạm thì chúng ta có thể bón là đạm lân kali bằng nhau, hoặc là có thể công thức đạm có thể cao hơn là công thức lân và kali. Sau đó đó thì cái đạm nó giảm xuống, hoặc là bằng lại ba cái đạm lân kali bằng nhau.
Và cái giai đoạn mà thường là khoảng 1-2 tháng trước khi thu hoạch, thì thường thường nếu bưởi thì bà con hay gọi là cái giai đoạn gọi là bích lỗ the, còn cam thì nó qua giai đoạn gọi là giống như là nó hơi láng da hay là gọi là da lương, thì thường thường cái lúc đó là cái kali phải tăng lên, thì như vậy thì cái trái nó mới ngon thì mới đạt được xuất khẩu. Thì nói chung thì nếu mà để nói vấn đề mà dinh dưỡng cho cây bưởi hay là cây cam mà đạt được cái năng suất chất lượng mà có thể mà đạt yêu cầu đó, thì hai cái chất mà quan trọng nhất đó là đạm là quyết định cái năng suất, và thứ hai là kali là chất lượng. Và như tôi trình bày thì tóm tắt thôi, thì như nãy tôi nói là trong cái giai đoạn mà phát triển trái thì giai đoạn đầu là chúng ta có thể bón đạm cao, sau đó đạm giảm dần, và khi mà trái càng lớn thì chúng ta sẽ tăng cái kali lên. Thì như vậy thì cái trái lúc đầu thì nó mới đạt được cái năng suất, cái trái nó mới lớn. Như nếu mà chúng ta bón kali ngay từ đầu mà nó cao thì trái không lớn được. Nhưng mà nếu chúng ta tiếp tục chúng ta bón đạm mà nó tăng lên tới lúc thu hoạch luôn, thì như vậy thì cái trái nó sẽ nước nhiều nhưng mà nó sẽ lạc và nó rất là dễ bị nứt. Đó, thành ra là bón phân mà muốn đạt được năng suất và chất lượng thì vấn đề quan trọng là bà con phải bón theo đúng từng giai đoạn, thì từng thời kỳ thì mới có thể đảm được, bảo được cái yêu cầu năng suất và chất lượng. Xin cảm ơn giáo sư ạ. Thưa kỹ sư Ngô Ngọc Mỹ, tiếp lời của giáo sư tiến sĩ Trần Văn Hâu, thì xin mời kỹ sư có thể tư vấn thêm cho bà con về việc bón phân nhằm để đạt hiệu quả và chất lượng cho cây ăn trái ạ. Xin kính chào bà con nông dân và các bạn xem chương trình truyền hình Sóc Trăng. Thì đất đồng bằng sông Cửu Long của chúng ta đó, giữa cái đất trồng lúa và cái đất trồng cây ăn trái đó, thì cái đất trồng lúa chúng ta biết sau khi chúng ta thu hoạch lúa đó thì chúng ta trả lại cái rơm rạ, sau đó chúng ta cày vùi, hoặc là những cái trận mưa thì nó ở trên nó trôi nó tuột xuống đất. Nói chung là khi chúng ta trồng lúa thì chúng ta thu hoạch lúa rồi, một phần dinh dưỡng nó được trả lại cho đất. Còn trong khi cái liếp mà trồng cây ăn trái, chúng ta lên liếp cao rồi đó, những cái mùa mưa hoặc là chúng ta tưới thì thường là cái dinh dưỡng nó sẽ trôi, nó sẽ mất cái dinh dưỡng. Thì từ cái chỗ đó chúng ta thấy cái đất trồng cây ăn trái ở đồng bằng của chúng ta đó lúc nào nó cũng có cái khuynh hướng nó bị suy thoái. Thì để khắc phục cái tình trạng này đó, thì bà con nhớ cái chất dinh dưỡng thì nó thuộc xuống, nó sẽ nằm ở dưới cái mương phèn, cái mương đường nước mình đó. Thì hàng năm bà con nhớ lưu ý cái chúng ta bắt buộc phải bồi bùn, với đó là chúng ta cung cấp lại cái trung lượng và cái vi lượng cho cái cây ăn trái của chúng ta. Và một cái quan trọng nữa đó là bắt buộc trồng ăn trái là chúng ta phải bón cái phân hữu cơ thật là nhiều, thì nó mới giúp cho cái đất của chúng ta nó màu mỡ trở lại và nó nâng được cái pH nó lên. Còn nếu chúng ta không bồi bùn, chúng ta không bón phân hữu cơ đầy đủ, thì cái thứ nhất là cái đất chúng ta càng ngày nó càng thiếu cái dinh dưỡng, và cái thứ hai là đất của chúng ta nó sẽ chua. Thì khi chúng ta bị những cái trường hợp đó thì cái trái cây của chúng ta nó khó đạt cái những cái tiêu chuẩn mà khách hàng người ta yêu cầu. Và thêm một cái nữa là đối với cây ăn trái thì chúng ta lưu ý là phải bón NPK thật là cân đối. Thì nó sẽ giải quyết về cái phân bón, cái phần đa lượng. Còn về trung lượng đó thì chúng ta nhớ một điều là đồng bằng sông Cửu Long đó là một cái vùng đất mà đặc biệt là nó nghèo vôi. Thì trồng cây ăn trái chúng ta bón nhiều vôi thì nó rất là có lợi cho cây ăn trái. Nhưng mà chúng ta lưu ý là cái vôi là chúng ta bón cái loại vôi nó dễ tiêu, tức là cái loại vôi mà chúng ta bón vào cái cây nó hấp thụ được liền. Còn cái loại vôi mà chúng ta mua có mấy trăm đồng một ký á, nó đá vôi nó nghiền ra đó, chúng ta bón vào nó rất là chậm hấp thu. Bón dưới ruộng thì nó còn có thể nó nhanh hơn, nhưng bón trên đất vườn nó rất là chậm hấp thu. Và ngoài ra thì chúng ta phải chú ý một cái nguyên tố trung lượng nữa là cái manhê, tức là cái thành phần của diệp lục á, nó giúp cho cái lá chúng ta màu xanh. Còn về cái vi lượng thì chúng ta chú ý là cái bo thì nó đặc biệt là nó giúp cho cái cây ra hoa đó, đậu quả. Và ngoài ra thì nó còn kẽm, đồng, măng gan là những cái vi lượng nó rất cần thiết cho cây trồng. Mà những cái vi lượng này nó có ở trong cái bùn á, hàng năm chúng ta vét nó lên, nhưng nó không đủ, bắt buộc chúng ta phải bón thêm cái phân hóa học. Và những cái chất này đó thì nó cũng có ở trong cái phân hữu cơ chúng ta bón vào trong đất, thì đặc biệt là trong phân gà, phân trâu, phân bò, hoặc là các cái loại phân dơi, hoặc là cái phân hữu cơ chế biến sau này. Còn về cái các thời kỳ bón thì như thầy Hâu đã trình bày đó, thì chúng ta sẽ bón cái giai đoạn sau thu hoạch
trước khi ra hoa và bón nuôi trái thì từng giai đoạn nó sẽ có cái tỷ lệ NPK thích hợp. Thì như chúng ta làm tốt những cái giai đoạn này thì cái trái cây của chúng ta nó rất là đạt yêu cầu. Yes. Xin cảm ơn kỹ sư ạ. Dạ thưa giáo sư tiến sĩ Trần Văn Hâu, đối với những cây cho trái đã nhiều năm thì giáo sư có lời khuyên nào để bà con có thể nâng cao chất lượng trái cây của mình ạ? Cảm ơn cô Hải Yến. Thì như tôi trình bày cái câu mà hỏi vừa rồi đó, thì thật ra mà nói nếu mà chăm sóc cái cây ăn trái nói chung và cái cam sành hay là bưởi nói riêng thì thật ra thì chúng ta lưu ý là chúng ta có hai cái giai đoạn mà chúng ta phải chăm sóc. Một là cái giai đoạn đầu cây chưa cho trái, tức là cái cây nó chỉ làm nhiệm vụ sinh trưởng thôi, nó ra đọt thôi. Thì vậy thì lúc đó thì cái chuyện mà chăm sóc thì nó tương đối là đơn giản, tức là chúng ta chỉ bón phân để kích thích cho nó ra đọt, sau đó thì chúng ta sẽ làm cho cái đọt nó già lại thì ra đọt tiếp tục. Và nếu mà ra đọt thì chúng ta sẽ phun thuốc sâu bệnh để quản lý cái đợt đọt đó để chuẩn bị cho nó ra đọt tiếp. Thì vậy thì đối với cái giai đoạn mà cây mà giai đoạn sinh trưởng này thì cái phân mà nó cần nhiều đó là cái đạm và cái lân, kali thì cần ít thôi. Và cái mà như tôi nói đó, cái quan trọng mà trên đất trồng cây ăn trái thì để đảm bảo cân bằng dinh dưỡng thì như kỹ sư Mỹ vừa mới trình bày đó, thì một số chất trung lượng khác như là bón vôi nè, rồi cái magie, rồi ngoài ra cái hữu cơ thì bà con cũng nên lưu ý. Thì vậy thì cái giai đoạn này chúng ta đảm bảo như thế thì nó sẽ ra đọt thường và nó sẽ lớn nhanh và nó mau cho trái. Còn đến cái giai đoạn cho trái rồi thì vậy thì để mà chăm sóc cái cây mà nó có khả năng mà cho trái về lâu dài thì vậy thì cái nguyên tắc mà hết sức quan trọng đó là nếu cái cây mà năng suất càng cao chừng nào thì bón phân bồi dưỡng lại càng nhiều chừng ấy. Và để đạt được năng suất và chất lượng thì như tôi vừa trình bày, tức là chúng ta phải bón phân theo từng giai đoạn, tức là giai đoạn sau thu hoạch thì phải thúc cho ra đọt như thế nào, rồi chuẩn bị ra hoa như thế nào, rồi nuôi trái thì phải bón đúng từng giai đoạn, thì như thế thì mới có thể đạt năng suất và chất lượng. Thì chắc có lẽ một số ý ngắn gọn như thế. Xin cảm ơn giáo sư ạ. Vừa to lại vừa đẹp, vừa ngọt lại vừa ngon, chẳng cần phải lo toan, bón ngay phân nuôi trái. Phân đầu trâu nuôi trái sử dụng 100% kali sunfat, bổ sung bắc kẽm giúp trái giảm sượng, lớn nhanh, chín đẹp. Đầu trâu nuôi trái, trái lớn nhanh, quả chín đẹp. Thưa quý khán thính giả, không chỉ là phục vụ thị trường trong nước, điều mà các nhà vườn của chúng ta quan tâm đó là làm thế nào để tiếp cận với các thị trường ngoài nước, nhất là những thị trường khó tính, từ đó thì nâng cao giá trị trái cây Việt Nam và gia tăng lợi nhuận cho người trồng. Vậy thì để thâm nhập vào những thị trường này thì trái cây cần đạt những tiêu chuẩn gì và bà con nhà vườn thì cần phải lưu ý những điều gì trong quá trình chăm bón và thu hoạch? Đối với vấn đề này thì chúng tôi xin được mời tiến sĩ Lê Thanh Tùng tư vấn cho bà con ạ. Xin mời tiến sĩ. Như trình bày ban đầu của giáo sư tiến sĩ Trần Văn Hâu cũng như là của anh Mỹ thì chúng ta thấy rằng là có nhiều các cái giải pháp về kỹ thuật, chúng tôi gọi là kỹ thuật cơ bản để chúng ta có thể nâng cao được năng suất, giữ được cái chất lượng của trái cây. Tuy nhiên mà như cái chủ đề ngày hôm nay chúng ta đang nói là nâng cao giá trị của trái cây hàng hóa thì đây là một cái vấn đề khác. Chúng ta có thể giữ được cái chất lượng của trái cây thì nó tùy thuộc vào cái giống cây và nó tùy thuộc vào một cái gọi là một cái vùng canh tác riêng biệt. Người ta hay nói rằng là cái địa lý của cái loại trái cây đó thì chúng ta có thể bằng kỹ thuật canh tác chúng ta có thể giữ được cái chất lượng này hoặc là gia tăng cái chất lượng này chút xíu theo cái thị hiếu của người tiêu dùng ở trong nước cũng như là xuất khẩu. Tuy nhiên để nâng cao được cái giá trị của cái hàng nông sản hàng hóa mà nói chung cũng như là của cây ăn trái thì đây là một câu chuyện khác mà chúng ta cần phải chú ý. Ví dụ như là bằng phân bón, bằng giống, bằng kỹ thuật tưới vân vân, che chắn bằng thì chúng ta có thể giữ được. Tuy nhiên rằng là để nâng cao giá trị thì nó còn là vấn đề về vệ sinh an toàn thực phẩm. Tức là khi ăn cái trái cây của mình vô người ta cảm thấy yên tâm là cái này là nó không có gây ra những cái bệnh hoạn gì khác. Hoặc là chúng ta còn phải chịu cái trách nhiệm về cái bản quyền của cái giống cây này. Ví dụ như là chúng ta trồng một cái giống cây của một cái quốc gia khác thì chúng ta phải trả cái bản quyền cho họ. Hoặc là quốc gia khác trồng cây của mình phải trả bản quyền. Ở đây ta gọi rằng là cái
bảo vệ cái sở hữu trí tuệ của cái người sản xuất, của cái người tạo ra cái giống đó. Ngoài ra thì chúng ta còn phải truy xuất được nguồn gốc của cái vùng đất mình sản xuất. Mình sản xuất ở chỗ nào, mình kỹ thuật canh tác, mình làm cái gì. Thì cái người tiêu dùng trái cây đó được quyền biết là mình đã làm cái gì trên cái trái cây của mình thì người ta mới ăn. Chứ còn không thì người ta không ăn, người ta không mua. Hoặc là người ta có thể xem coi là cái tính minh bạch trong cái việc mà chúng ta sản xuất cái này, vận chuyển, sơ chế, đi bán. Có những cái khâu nào người ta cảm thấy nghi ngờ là nó không an toàn thì người ta cũng không mua. Thì đó là những cái tiêu chuẩn chung mà khi chúng ta muốn xuất khẩu sang một cái quốc gia khác. Một quốc gia khác có thể là thị trường dễ tính hoặc là có thể là thị trường khó tính. Càng khó tính, chúng ta cũng bán giá càng cao thì những tiêu chuẩn của họ càng ngặt nghèo hơn. Mà mỗi một quốc gia thì họ bảo vệ cho cái người dân của họ bằng những cái hàng rào kỹ thuật, bằng những hàng rào vệ sinh an toàn thực phẩm rất là khác nhau. Ví dụ ta xuất qua châu Âu nó khác, xuất qua bên Nhật Bản khác, xuất qua Hàn Quốc khác, xuất qua Mỹ khác, xuất qua Trung Quốc khác. Thành ra do đó rằng là khi mà chúng ta tiếp cận với cái doanh nghiệp mà mua trái cây của mình xuất khẩu đó, thì người ta đặt ra những cái tiêu chí gì thì mình phải tuân thủ theo những cái tiêu chuẩn đó. Và chúng tôi cũng muốn nhắc lại bà con nông dân là tuân thủ theo các cái tiêu chuẩn này không có nghĩa là chúng ta phải buộc bán giá được cao hơn. Mà chúng ta tuân thủ theo những cái tiêu chuẩn này để chúng ta bán được cái mặt hàng của mình trước cái đã. Và sau đó thì kèm theo chất lượng, kèm theo các cái vệ sinh an toàn thực phẩm thì cái giá mình nó sẽ tăng lên. Giá cả của một cái loại nông sản muốn bán đi nó không chỉ là cái chất lượng nông sản không, mà nó còn là cái độ đồng đều của cái loại nông sản đó. Ví dụ người ta chỉ mua một trái khoảng 500 gram thôi, nhưng mà mình làm cái trái đó nó lên tới 700 gram hoặc là 1 kg, người ta không mua. Đó là cái độ đồng đều, nó phải đều nhau hết tất cả các trái. Thứ hai nữa đó là cái tính khả thi khi mà giao hàng. Người ta yêu cầu mình hàng tháng 5 tấn, 10 tấn thì mình phải giao đều hết trong năm. Và vấn đề thứ ba nữa là về thời gian người ta yêu cầu mình lúc nào có thì mình phải có ngay. Thì những yếu tố này nó kết hợp rất là nhiều các cái nhà vườn cũng như là nhiều các cái đơn vị và doanh nghiệp thì chúng ta mới có thể thỏa mãn được. Không chỉ một cái người sản xuất mà muốn nâng cao được cái giá trị của cái trái cây mình trên cái thị trường xuất khẩu. Hiện nay chúng ta có khoảng chừng 10 triệu tấn trái cây hàng năm. Riêng của phía Nam mình là khoảng chừng 5 triệu 2 tấn. Cho 13 loại trái cây chính mà chúng ta có thể tham gia vào trong thị trường, trong nước và xuất khẩu. Thật ra xuất khẩu thì chúng ta rất ít. Ví dụ như là chúng ta chỉ nay chỉ xuất khẩu được xoài, xuất khẩu được thanh long, xuất khẩu được dứa, xuất khẩu được bưởi một số quốc gia. Còn hiện nay chúng ta đang tiếp tục đàm phán về sầu riêng, về chúng ta đã xuất khẩu được chôm chôm, măng cụt, chúng ta đang đàm phán về sầu riêng, về cam, về quýt. Thì chúng tôi cũng nói rằng là cam thực sự của chúng ta hoặc là quýt của chúng ta thì không có khả năng cạnh tranh với các cái quốc gia khác trên thị trường. Do đó là chúng ta tập trung vào những cái loại cây chủ lực cho mình. Nhưng mà cái việc đàm phán này với các cái quốc gia nhập khẩu của mình, chúng tôi muốn nhắc lại với bà con nông dân để bà con có thể có một cái nhận thức rõ rệt hơn về cái việc đàm phán. Khi chúng ta muốn đàm phán một cái loại trái cây và một cái quốc gia thì cái thời gian đàm phán có thể từ 1 năm cho đến 10 năm thì cái quốc gia kia người ta mới nhập khẩu trái cây của mình. Nhưng chỉ trong vòng một lần chúng ta giao cái trái cây đó không đạt những cái tiêu chuẩn về vệ sinh an toàn thực phẩm thì người ta cảnh báo mình, lần thứ nhất. Lần thứ hai nhưng mà nếu mình không đạt nữa thì người ta sẽ cho một cái thẻ đỏ. Và lần thứ ba thì người ta sẽ không nhập của mình nữa và tiếp tục đàm phán trở lại. Cái công việc đàm phán này nó tốn rất nhiều thời gian của rất nhiều các cái cơ quan chuyên môn và của rất nhiều các cái doanh nghiệp. Thì do đó rằng là khi mà chúng ta đang nói tới cái chủ đề là nâng cao giá trị trái cây hàng hóa thì chúng ta luôn luôn chú ý đến vấn đề về vệ sinh an toàn thực phẩm là đầu tiên. Và tất cả những cái tuân thủ về bản quyền, truy xuất nguồn gốc. Và hiện nay có rất nhiều các cái doanh nghiệp ta nói là cái mã số vùng trồng và những cái yếu tố canh tác của mình, thì những yếu tố này nó kết hợp lại chúng ta mới hy vọng nâng cao được giá trị. Còn nếu mà không thì chúng ta vẫn xuất khẩu được nhưng mà không có cái giá cao. Hàng năm thì chúng ta vẫn xuất khẩu được. Hiện nay thì trong 6 tháng đầu năm chúng ta đã xuất khẩu trái cây khoảng 1,7 tỷ đô và hy vọng là đến cuối năm chúng ta có đạt sắp xỉ gần 4 tỷ thì nó cũng bằng với cái năm 2018 và năm 2019. Và xuất khẩu trái cây vẫn còn là một cái nơi mà chúng ta có thể tăng cái giá trị xuất khẩu rất là cao so với lại lúa gạo. Năm chúng ta có thể xuất khẩu được khoảng 5 tỷ, hoặc là nếu chúng ta đạt được các cái tiêu chuẩn này
thì cái giá trị nó có thể tăng lên 10 tỷ hoặc là 20 tỷ đô trong cái thời gian sắp tới. Xin cảm ơn tiến sĩ ạ. Và tiếp theo chương trình thì chúng tôi xin được nhờ kỹ sư Ngô Ngọc Mỹ giải đáp ạ. Về phía công ty thì chúng ta có chia sẻ gì để giúp cho nhà vườn nâng cao chất lượng cho trái cây để hướng đến xuất khẩu không ạ? Dạ, kính thưa bà con nông dân, như tiến sĩ Tùng trình bày đó, thì cái đầu tiên mà chúng ta đạt cái xuất khẩu là nó phải vệ sinh an toàn thực phẩm, tức là bà con phải ngừng sử dụng phân bón hoặc là thuốc bảo vệ thực vật cái thời gian là bao lâu trước khi chúng ta thu hoạch, thì cái này ta phải tuyệt đối chúng ta tuân thủ, bởi vì cái sản phẩm chúng ta xuất qua mà nó kiểm có những cái chất sai với cái quy định đó, thì chúng ta sẽ bị chúng ta sẽ xuất không được. Và một cái nữa là cái độ đồng đều của sản phẩm đó quý vị, tức là cái trái bưởi nó cỡ nào nó một cỡ, mà cái hàng loại nó rất là ít, hoặc là cái trái cam nó cũng vậy, nó một cỡ, nó gọi là cái độ đồng đều sản phẩm. Thì giữ được cái độ đồng đều sản phẩm này đó thì cái giá trị hàng hóa của chúng ta muốn nó mới cao được. Thì mà để cho cái độ đồng đều sản phẩm nó lớn á, thì bà con nông dân nên nhớ một điều á, là đầu tiên trong cái giai đoạn mà chúng ta kiến thiết cơ bản đến cái giai đoạn cây nó có trái rồi đó, chúng ta nhớ là phải tỉa cành, chúng ta làm sao cho cái cây á, nó thông thoáng, nó nhận ánh sáng đầy đủ, thì chúng ta mới hy vọng được những đầu tiên là những cái trái nó đồng đều. Và một cái nữa đó là nó tùy vào cái bộ lá, thì ví dụ như một trái bưởi hay một trái cam á, để tạo thành một trái bưởi cam thì nó phải có tới 60-70 cái lá đó, mới tạo được cái bưởi trái cam. Thì bây giờ cái cây chúng ta muốn để 10 trái bưởi thì cái bộ lá của cây của chúng ta đó nó phải có mấy trăm cái lá, 600-700 lá thì nó mới nuôi được cây bưởi. Nhưng mà bây giờ chúng ta có 600-700 cái lá nhưng mà chúng ta đòi nuôi tới 30 trái bưởi thì tất nhiên là trái bưởi nó không có đạt kích thước. Thì nói theo khoa học thì nó gọi nó tính là cái diện tích lá, còn bà con nông dân là hay nói là cái bộ lá. Thì nói chung đó, cái cây của mình cái bộ lá bao nhiêu thì mình để cái số lượng trái nó tương ứng, thì sau này cái trái của chúng ta nó sẽ đồng đều. Và nếu chúng ta không có cắt tỉa cây đúng và chúng ta không có để trái tương ứng theo cái bộ lá, cái diện tích lá, cái số lá của cây đó, thì nữa chúng ta thu hoạch nó sẽ có trái lớn, trái nhỏ, nó không đều, và như vậy là chúng ta rất là khó xuất khẩu. Thì xin chia sẻ bà con về cái độ đồng đều của sản phẩm, chúng ta chú ý những cái điểm như vậy. Dạ. Xin cảm ơn kỹ sư ạ. Quý khán thính giả và bà con nông dân đang theo dõi chương trình tọa đàm nông nghiệp trực tiếp đồng hành và chia sẻ kỳ thứ 9 do Đài Phát thanh Truyền hình Sóc Trăng và Công ty Cổ phần Phân bón Bình Điền phối hợp thực hiện với chủ đề Nâng cao giá trị trái cây hàng hóa. Chương trình được phát sóng trực tiếp trên kênh STV1 Đài Phát thanh Truyền hình Sóc Trăng, sóng phát thanh FM tần số 100.4 MHz, đồng thời được phát trực tuyến trên website thst.vn, trên trang Facebook và YouTube Truyền hình Sóc Trăng. Xin kính mời quý khán thính giả và bà con nông dân hãy tiếp tục gọi điện thoại đến số tổng đài đường dây nóng 02993526526 để nêu những thắc mắc của mình. Tổ thư ký vẫn đang tiếp nhận tất cả các cuộc gọi của bà con và các phần quà dành cho khán giả có câu hỏi hay vẫn đang chờ đợi chủ nhân của mình. Tin khẩn bà con ơi, bón phân đậu trâu có ngay quà tặng. Khi mua một bao phân bón đậu trâu bất kỳ sản xuất tại nhà máy Bình Điền Long An, bà con được nhận ngay một gói bột ngọt Ajinomoto 100g. Chúc bà con trúng mùa được giá, cả nhà ăn vui. Tin khẩn bà con ơi, bón phân đậu trâu có ngay quà tặng. Khi mua một bao phân bón đậu trâu bất kỳ sản xuất tại nhà máy Bình Điền Long An, bà con được nhận ngay một gói bột ngọt Ajinomoto 100g. Chúc bà con trúng mùa được giá, cả nhà ăn vui. Với chủ đề ngày hôm nay, chương trình đã nhận được rất nhiều câu hỏi của bà con. Và đầu tiên thì chúng tôi xin được nhờ giáo sư tiến sĩ Trần Văn Hâu và kỹ sư Ngô Ngọc Mỹ tư vấn cho khán giả Huỳnh Văn Úc ở dòng riền Kiên Giang ạ. Đầu tiên thì xin được nhờ giáo sư tiến sĩ Trần Văn Hâu tư vấn ạ, là tôi trồng xoài Thái, mọi năm cây đậu trái khoảng 30-40%. Đến lúc trái lớn bằng cùm tay thì trái bị nứt rụng, vậy là do đâu và xử lý ra sao? Nếu xoài ra hoa, dùng bo và canxi thì có được hay không? Có giúp tăng chất lượng trái hay không ạ? Xin mời giáo sư ạ. Cảm ơn cô Hải Yến. Kính chào anh Úc, kính chào bà con nông dân và quý khán giả xem đài thân mến. Thì như câu hỏi của anh Úc thì anh cho rằng xoài Đài Loan mà trái bằng cùm tay thì nó hay bị nứt và rụng. Thì nguyên nhân
Thì nếu mà nói cái trái xoài mà phát triển tới cái giai đoạn mà bằng cùm tay, thì nếu mà nói theo cái từ mà chuyên môn thì nói chung là đây là cái giai đoạn mà trái nó bắt đầu nó phát triển nhanh. Thì nếu mà ở giai đoạn này mà chúng ta bón mà thiếu mà bo đó, thì hoặc là canxi, thì nó sẽ có thể là nó sẽ gây ra cái hiện tượng là nứt trái. Do thành ra là cái ý thứ ba anh hỏi là nếu xoài ra qua dùng bo và canxi thì có được không? Thì có giúp tăng chất lượng trái hay không? Thì thật ra cái anh hỏi cái này thì nếu mà ra hoa thì cái chỗ mà giai đoạn ra hoa thì dùng bo và canxi thì nó có cái mục tiêu khác. Tức là nếu mà chúng ta phun cái canxi hoặc là bo mà giai đoạn mà hoa nó bung trà hoặc là nó mới đậu trái, thì là đây là cái mục tiêu là chúng ta phun để tăng đậu trái và chống rụng trái non. Còn nếu mà cái giai đoạn mà nó nứt trái, tức là cái trái bằng cùm tay, thì tức là khoảng cỡ chừng 1 tháng rưỡi sau cái đậu trái, tức là trái bắt đầu nó phát triển, thì cái vai trò của bo thì lúc này nó có cái vai trò khác. Do thành ra lúc này muốn cho cái trái nó đừng nứt thì cái vấn đề mà bón phân thì phải cân đối, trong đó vấn đề nếu mà bón đạm nó quá nhiều thì mà thiếu canxi và thiếu bo thì nó sẽ nứt trái. Do thành ra cái chỗ này là anh Út cũng cần nên lưu ý, là anh nói là nếu mà ra hoa mà dùng bo và canxi thì có được hay không, thì vấn đề này là vấn đề giải quyết đậu trái và chống rụng trái non. Còn vấn đề cái ý thứ nhất mà anh hỏi vấn đề nứt trái thì là giai đoạn trái phát triển, thì vậy thì chúng ta phải tiếp tục chúng ta phun thêm cái đợt mà khoảng 1 tháng rưỡi sau khi đậu trái nữa thì mới giải quyết vấn đề nứt trái. Nhưng mà cũng lưu ý là giai đoạn này là không nên bón đạm quá nhiều. Nếu mà bón đạm mà quá nhiều mà không cân đối với lân và kali mà thiếu canxi và bo nữa thì nó sẽ rất là dễ bị nứt trái. Dạ. Xin cảm ơn giáo sư ạ. Dạ, thưa kỹ sư Ngô Ngọc Mỹ, nếu như mà chúng ta sử dụng phân đầu trâu phèn mặn thì rải vào đầu mùa mưa thì có hạn chế nứt trái hay không thưa kỹ sư? Cái phân đầu trâu mặn phèn đó thì chúng ta nhớ cái công thức nó là 4 đạm 14 lân không có kali và nó có 20% là cái CaO, tức là cái vôi đó, cái canxi, mà cái canxi cái dạng mà cây nắp thụ liền, và 14% là cái silic. Thì như tiến sĩ Hâu trình bày đó, cái canxi nó đặc biệt là nó giúp cho cái trái cây không có bị nứt cái đít đó. Thường nó do khi cái trái nó phát triển, các cái tế bào nó phát triển không đồng đều. Một số tế bào thì nó phát triển nhanh quá, một số tế bào thì nó phát triển chậm, thì lúc đó nó hình thành cái hiện tượng là nó sẽ nứt trái. Mà thường là cái hiện tượng nứt trái này chúng ta bón vôi nó sẽ hết. Nhưng mà khi chúng ta thấy nó có biểu hiện nứt trái đó, chúng ta bón vôi thì nó sẽ không kịp. Thành ra bà con lưu ý là cái giai đoạn sau khi thu hoạch đó, cái giai đoạn này rất là quyết định, bà con nên bón đầy đủ cái lượng phân, đặc biệt là cái vôi, để nó cung cấp suốt cái quá trình cho cái cây. Chứ khi chúng ta thấy nó biểu hiện là chúng ta không còn kịp nữa. Còn cái bo thì chúng ta có thể phun trên lá, bởi vì phun trên lá thì cây nó hấp thụ rất là nhanh, thì nó giúp cho cái giai đoạn cây nó trổ qua, hoặc là nó hạn chế rụng qua, hoặc là rụng trái non. Thì cái đầu trâu mặn phèn nó rất là hiệu quả, bởi vì nó cung cấp được cái vôi, mà cái vôi nó tan liền. Và cái thứ hai nữa là cái silic đó. Silic nó giúp cho cái thành vách của tế bào á, nó dày, nó cứng hơn, thì nó chống chịu được cái sâu bệnh, và nó khi trời hạn đó thì nó giảm cái thoát hơi nước, thành ra nó chịu được hạn. Cái lớp silic nó làm cho cái trái cây của chúng ta hoặc là cái lá nó có cái bóng bóng như là thủy tinh đó, là cái đó là nó nhờ cái chất silic. Và cái chất silic này nó có ở trong cái phân đầu trâu mặn phèn và canxi silic, hai cái chất này nó kết hợp với nhau theo cái dạng hóa học, thì cái tên nó là silicat canxi. Và ngoài ra thì nó còn có lân và đạm, nhưng mà đạm rất là ít, lân và canxi với silic rất là nhiều. Xin cảm ơn kỹ sư ạ. Tiếp theo chương trình, chúng tôi xin được nhờ tiến sĩ Lê Thanh Tùng tư vấn cho khán giả Trần Văn Hùng ở Tháp 10 Đồng Tháp ạ. Dạ thưa tiến sĩ, là hiện nay nông dân có thói quen là canh tác manh mún nhỏ lẻ, làm gia tăng chi phí, giảm đi giá trị nông sản. Nếu như nông dân liên kết 4 nhà có lợi ích gì, có giảm chi phí và tăng giá trị nông sản hay không ạ? Xin mời tiến sĩ ạ. Như anh Hùng hỏi thì anh cũng trả lời luôn rồi. Cái việc mà chúng ta canh tác manh mún nhỏ lẻ thì nó sẽ làm tăng chi phí và nó làm có thể nó làm giảm chất lượng nông sản. Tuy nhiên là cái việc tăng chi phí là một cái điều hiển nhiên. Và tăng chi phí trong sản xuất
khi chúng ta xuất khẩu thì hoặc là chúng ta bán trong thị trường trong nước thì chúng ta cũng sẽ bị giảm cái lợi nhuận. Tuy nhiên rằng là cái đặc thù của cái sản xuất về cây ăn trái của vùng đồng bằng sông Cửu Long, chúng ta là một cái vườn mà được thiết lập rất là lâu, do đó rằng là để có một cái vùng tập trung thì chúng ta sẽ rất là khó. Do đó rằng là chúng ta sẽ có một cái khái niệm mới ở trong cái việc mà quản lý vùng trồng cây ăn trái, tức là trên một cái phạm vi rộng lớn thì cái tỷ lệ của cái loại trái cây nào mà chiếm cái tỷ trọng lớn trong cái diện tích đó, đó thì chúng ta nên liên kết lại thành một cái vùng, và những cái loại trái cây khác cũng nên liên kết thành một vùng. Bởi vì hiện nay nó khác với lại cái Đông Nam Bộ hay khác với lại vùng Tây Nguyên, tức là những cái vùng mà người ta đang mở rộng cái diện tích trồng cây ăn trái mới thì người ta có những cái diện tích liền canh. Còn ở đây là chúng ta đang có cái diện tích rất là manh mún, thì vậy rằng chúng ta sẽ tập hợp trên một cái phạm vi rộng lớn để trở thành một cái liên kết. Và chúng tôi gọi nó là quản lý vùng trồng. Nó có thể có nhiều nhà cùng tham gia vào trong đây, không nhất thiết là 4 nhà. Tuy nhiên rằng là sự liên kết này nó sẽ làm giảm chi phí, nó sẽ gia tăng cái tính đồng đều, nó sẽ làm ổn định về chất lượng, nó sẽ mở rộng ra cái thị trường và nó sẽ cung ứng được sản phẩm theo các yêu cầu của doanh nghiệp trong nước cũng như doanh nghiệp xuất khẩu. Và đó là cái cơ hội để mà chúng ta cung ứng cái sản phẩm của một cái vùng nào đó ra ngoài thị trường trong nước cũng như xuất khẩu. Do vậy rằng là những nơi nào mà có sự liên kết này tốt sớm thì những nơi đó sẽ làm nâng cao cái thu nhập cũng như lợi nhuận của bà con nông dân sớm hơn. Và những nơi nào chưa liên kết thì chắc chắn chúng ta phải đi đến cái bước liên kết đó. Mà nếu chúng ta làm chậm đi thì cái cơ hội để gia tăng cái thu nhập cũng như lợi nhuận cho bà con nông dân của khu vực đó sẽ giảm xuống. Tôi rất cảm ơn về những cái suy nghĩ của anh Hùng cũng như là có thể là đại diện cho một nhóm những cái người nông dân và suy nghĩ về vấn đề này. Về hiện nay thì chính phủ cũng như Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn cũng có rất nhiều các cái chương trình để hỗ trợ cho cái việc liên kết này, mà cụ thể là nghị quyết số 98 về hỗ trợ cho sự liên kết trong sản xuất nông nghiệp. Thì khi chúng ta liên kết sẽ được những cái hỗ trợ về về vay vốn cũng như là về những cái đầu tư cơ sở vật chất ban đầu, hoặc là chúng ta làm chứng nhận được các cái giá trị về tiêu chuẩn Việt ghép hay lô ban ghép hay hữu cơ vân vân để làm gia tăng cái giá trị này lên. Thì chúng tôi cũng mong rằng là thông qua các chương trình này cũng như từ chỗ anh Hùng và nhiều bà con canh tác cây ăn trái của vùng đồng bằng sông Cửu Long, chúng ta có một cái nhận thức này để khi mà chúng ta ráp lại cái sự liên kết thì chúng ta có cơ hội nâng cao được cái giá trị nông sản, nhất là của cái khu vực đồng bằng sông Cửu Long là một cái nơi không thuận lợi cho cái việc sản xuất cây ăn trái. Và chúng ta làm được điều này nó sẽ giúp cho bà con nông dân sẽ có một cái nguồn thu nhập tốt hơn trong tương lai. Xin cảm ơn tiến sĩ ạ. Tiếp theo chương trình, chúng tôi xin được hỏi giáo sư tiến sĩ Trần Văn Hâu ạ. Khán giả Lê Văn Nghiệp ở Kiên Giang thì có câu hỏi là: tôi trồng cây cam sành được 5 năm, mùa rồi có trái mà trái bị chai, không có năng suất. Hiện nay thì đang có trái thứ hai, vậy thì làm sao để trái không bị chai và đạt năng suất? Nếu sử dụng phân bón thì loại nào thích hợp cho cây cam? Vậy cây cam đang có trái thì tăng cường canxi và bo có được hay không, thưa giáo sư? Cảm ơn cô Hai Yến. Kính chào anh Nghiệp, kính chào bà con nông dân và quý khán giả xem đài thân mến. Thì cái câu hỏi của anh Nghiệp thì nó trúng lại với cái ý mà vấn đề là cái cách mà bón phân. Thì thông thường thì nếu mà chúng ta bón phân mà nó đúng thì nó sẽ đạt được cái năng suất và chất lượng. Còn nếu mà chúng ta bón mà không đúng cách thì như tôi nói ở phần đầu đó, thì chẳng những nó không đạt được năng suất mà nó lại không có chất lượng nữa. Thì ở chỗ trường hợp này ở đây là một cái thí dụ cái trường hợp của anh Nghiệp. Thì thông thường thì đối với cây cam sành thì do cái cây này nó có cái đặc điểm là nó ra trái ở trên cái nách, và vậy thì trong cái thời gian mà nó ra hoa và nó có trái, và đặc biệt là cái giai đoạn mà trái mà nó đang phát triển mạnh, mà nếu mà bón phân mà không có đúng, trong đó đặc biệt là bón nhiều phân đạm mà ít phân kali, thì như vậy thì nó sẽ ra đọt non. Và nếu mà nó ra đọt non thì nó sẽ cạnh tranh, nó làm cho cái trái nó sẽ bị khô muối. Thì không riêng gì cam sành mà là quýt đường, rồi bưởi hay là quýt hồng gì, cây có muối gì đều bị cái trường hợp này. Do thành ra là trong cái quá trình mà phát triển của cái trái cam, thì như hồi nãy tôi nói đó là cái từ lúc đậu trái đến thu hoạch là trái cam sành là tới 8 tháng rưỡi. Thì vậy thì chúng ta trừ ra 2 tháng đầu là giai đoạn mà nó chậm phát triển, thì chúng ta còn lại là 6 tháng rưỡi. Và 6 tháng rưỡi này chúng ta trừ lại 1 tháng rưỡi giai đoạn trưởng thành, vậy thì chúng ta còn 5 tháng. Thì giai đoạn này là giai đoạn phát triển rất là mạnh. Thì giai đoạn
này thì chúng ta có thể bón đạm cao, nhưng mà đặc biệt là cái giai đoạn mà trước khi thu hoạch, mà nếu mà bà con tiếp tục mà bón phân đạm cao nữa thì như vậy thì nó sẽ ra đọt non và nó sẽ bị cái khô, nó bị chai hay là bị khô muối. Đó, thành ra là cái chỗ này anh lưu ý. Còn cái ý mà thứ hai anh hỏi đó là cái dùng cái canxi và bo thì được hay là không, thì nói chung thì như hồi nãy tôi trình bày thì cái vai trò của canxi và của bo thì đặc biệt là nó giai đoạn đầu thì nó tăng độ trái, thứ hai nữa là nó chống rụng trái non, và đặc biệt là giai đoạn nó phát triển trái thì nó sẽ giúp cho cái trái thì nó phát triển tốt hơn. Thì ở chỗ này thì nếu mà cái cây có muối, một số như trường hợp là bưởi hay là cam quýt thì nó cũng có thể là bị nứt trái nếu mà thiếu bo. Do thành ra cái giai đoạn này chúng ta cũng có thể bổ sung thêm cái canxi và cái bo. Còn cái ý mà anh hỏi là sử dụng phân bón bình điền thì loại nào thích hợp cho cây cam, thì chắc cái ý này chắc mời kỹ sư Ngô Ngọc Mỹ trả lời cho anh Nghiệp. Cái này tôi không biết rồi. Dạ, xin cảm ơn giáo sư ạ. Xin mời kỹ sư Ngô Ngọc Mỹ ạ. Dạ, sử dụng cái phân bón cho cây cam đó, thì cái giai đoạn sau khi thu hoạch đó, thì chúng ta phải bón cái đạm nó cao, cái lân nó vừa phải và cái kali nó thấp, thì bà con nông dân có thể sử dụng cái phân chuyên dùng cho cây ăn trái, nó là AT1, AT là viết tắt cái chữ cây ăn trái đó, thì nó có cái hàm lượng là 18, 12, 7 là để chúng ta bón cho cái giai đoạn sau khi thu hoạch. Và ngoài cái NPK thì trong này nó còn có một số cái chất trung lượng và vi lượng, và đặc biệt là nó có cái bo và cái kẽm. Thì cái kẽm ở đây là cái dạng kẽm thông minh, tức là cái kẽm nó được bọc một cái polyphosphate, và khi chúng ta bón xuống đất thì nó sẽ giữ ở đó, và khi nào cái cây nó có cái nhu cầu nó cần kẽm thì lúc đó cái kẽm nó mới nhả ra. Thì những cái này là những cái vi lượng nó rất là quan trọng cho cái cây cam của chúng ta. Và cái giai đoạn chuẩn bị ra hoa đó thì chúng ta sẽ bón cái đầu trâu AT2, tức là cái ăn trái 2 đó. Thì lúc này thì cái hàm lượng đạm nó thấp, lân nó cao và kali nó vừa phải. Thì cái công thức nó là 7, 17, 14 và nó cộng thêm các cái chất trung vi lượng quan trọng. Đến cái giai đoạn nuôi trái thì bà con bón cái AT3. Thì lúc này cái hàm lượng đạm với lân nó cao và kali nó thấp. Thì cái công thức nó khoảng 14, 10, 17 và thêm các cái trung vi lượng quan trọng. Thì chúng ta bón những cái loại phân này thì nó rất là căn bản về cái cân đối NPK và các cái chất trung vi lượng. Nhưng mà bà con lưu ý một điều là cái vườn cây ăn trái bà con lưu ý là sau khi thu hoạch bà con phải bón cái phân hữu cơ. Bởi vì cái phân hữu cơ này nó giúp cho nó giữ lại cái phân bón, nó giữ lại các cái chất dinh dưỡng khi chúng ta bón vào trong đất. Và đặc biệt nó là cái môi trường để các cái vi sinh vật có lợi nó phát triển. Và cái thứ hai nữa là cái phân hữu cơ nó giúp cho cái đất của chúng ta nó thông thoáng, nó tươi sớm. Và khi chúng ta tưới nước vào, chính cái chất hữu cơ nó mới giữ lại cái nước ở trong đất và cái cây chúng ta nó mới phát triển tốt. Còn nếu mà chúng ta không có hữu cơ, chúng ta bón phân hóa học càng nhiều thì chưa chắc là cây chúng ta nó sẽ đạt theo cái mong muốn của chúng ta. Xin cảm ơn kỹ sư ạ. Dạ thưa tiến sĩ Lê Thanh Tùng, lúc nãy thì tiến sĩ cũng có đề cập tới việc là làm sao chúng ta có thể nâng cao năng suất của trái cây nước nhà để có thể cạnh tranh và thâm nhập vào thị trường quốc tế. Còn trăn trở của khán giả Nguyễn Văn Phúc kế xã Sóc Trăng thì lại làm thế nào để chúng ta có thể nâng cao giá trị trái cây để mà có thể cạnh tranh ngay tại sân nhà với các loại trái cây của nước ngoài. Và trong khi mà có rất là nhiều người nhận xét rằng là nước trái cây của nước ta khi mà hái xuống ăn liền thì rất tươi và ngon, vậy thì tại sao mà trái cây của chúng ta vẫn bị trái cây của nước ngoài lấn áp như thế ạ? Chúng tôi nghĩ rằng đây nó có rất là nhiều các cái góc độ nhìn khác nhau. Trước hết thì chúng ta đang phân biệt cái trái cây tươi của Việt Nam với lại một số các cái trái cây mà chúng ta nhập khẩu từ các cái quốc gia nằm trong cái khu vực châu Á hoặc là Đông Nam Á gần với mình. Thì đây thuộc về vấn đề là thị hiếu. Ví dụ như là chúng ta thích ăn những cái loại trái cây của Thái Lan hoặc là thích ăn những cái loại trái cây của Trung Quốc khi mà nhập khẩu vào mình.
chúng ta không có thích ăn cái loại trái cây của Việt Nam thì nó mang nhiều yếu tố khác nhau. Như chúng tôi nói ban đầu, tức là khi mà chúng ta di thực một cái loại cây nào đó mà nó đã mang tính chất bản địa đi ra một cái vùng khác thì cái chất lượng nó không ổn định. Do đó là có thể là ví dụ như tôi nói là xoài cát Hòa Lộc đi, này có thể là ở Tiền Giang, ở Cao Lãnh thì nó lại ngon, nhưng khi chúng ta trồng ở một cái vùng khác thì nó lại không ngon nữa. Vì cái tính chất lượng nó không ổn định, do đó là nó tạo cái cảm giác cho cái người tiêu dùng là người ta không tin tưởng lắm, hoặc là người ta không thích lắm đối với khi mà ăn cái trái cây này. Và khi người ta ăn cái loại trái cây nhập khẩu của các cái nước xung quanh mình thì về cái mẫu mã hoặc là bao bì nó tốt hơn, là cảm thấy thích. Thích này nó mang tính chất tâm lý. Vấn đề thứ hai nữa đó là nếu chúng ta đang nói tới cái loại trái cây của mình với các cái quốc gia mà thuộc về xứ lạnh, thì thông thường các cái quốc gia nhiệt đới thì thích ăn những cái loại trái cây của các quốc gia xứ lạnh, ví dụ như là táo, ví dụ như là lê, chúng ta nhập khẩu từ New Zealand, nhập khẩu từ Úc Châu hay là Syria, chúng ta nhập khẩu từ các cái quốc gia khác, ví dụ như từ Mỹ. Ngược lại thì các cái quốc gia ở các cái xứ ôn đới người ta lại thích trái cây của nhiệt đới, ví dụ người ta lại thích ăn chuối, thích ăn sầu riêng, thích ăn cái này của mình, thì cái đó là một cái điều bình thường khi mà cái nhu cầu tiêu dùng của cái ranh giới của các cái vùng khác nhau, ta lại thích khác nhau, thì đó cũng là một cái chuyện bình thường. Ở đây chúng ta còn mang một cái tính chất nữa, tức là vì cái kỹ thuật canh tác của mình nhiều năm, bà con nông dân sử dụng quá nhiều các cái hoạt chất và có thể gây ảnh hưởng đến sức khỏe và làm cho cái người tiêu dùng trong nước mất niềm tin đối với cái sản nông sản của mình. Do đó là người ta cũng không ăn, chứ không phải không nhất thiết là vì là nó không còn tươi nữa hoặc là người ta không thích cái này. Thì những yếu tố này cũng đang được các cái cơ quan chuyên môn từ trung ương đến địa phương và cả các doanh nghiệp tham gia vào trong cái thị trường tiêu thụ nông sản chúng ta đang nắn nót lại từ từ. Và hiện nay thì chúng tôi cũng biết rằng là trái cây của mình cũng đang trên thị trường, có thể không phải từ Kế Sách, Sóc Trăng, mà nó có thể từ một số các cái vùng khác, thì cái thị hiếu của cái người tiêu dùng mình cũng đã có những cái thay đổi. Và nhân đây thì chúng tôi cũng mong người tiêu dùng trái cây ở trong nước không ép buộc là người tiêu dùng phải ủng hộ cái trái cây của mình nếu như nó không tốt. Nhưng chúng ta nên nhìn lại về cái cách sử dụng hàng hóa nông sản của mình bằng cái niềm tin của mình đối với cái người sản xuất, và bằng cái nhận định lại cái chất lượng của cái trái cây so sánh với lại các cái trái cây nhập xung quanh, để chúng ta có một cái sự tiêu dùng ủng hộ. Không phải là ủng hộ nói thì nó là một cái sự tiêu dùng tốt hơn đối với hàng nông sản, một cách nhìn nhận thực sự hơn đối với chất lượng của nông sản trong nước, thì đó là một cái điều rất là tốt cho cái việc phát triển nông sản nói chung cũng như là trái cây, và nhất là của cái vùng đồng bằng sông Cửu Long trong nói riêng. Xin cảm ơn tiến sĩ ạ. Tiếp theo chương trình là câu hỏi của khán giả Lê Văn Phước ở lớp Vò Đồng Tháp, xin được hỏi giáo sư tiến sĩ Trần Văn Hâu ạ. Là gốc sầu riêng được 9 năm nhưng nay tỷ lệ đạt khoảng 20%, cũng không đậu trái, có đậu thì cũng đậu khoảng 1 kg, là do thời tiết hay là do vì sao thưa giáo sư? Cảm ơn cô Hải Yến. Xin chào anh Phước, kính chào bà con nông dân, nhiều quý khán giả xem đài thân mến. Thì như câu hỏi của anh Phước đó, thì nó có cái ý thứ nhất là vấn đề là đậu trái chỉ 20% thôi, và cái ý thứ hai là cái trái sầu riêng nó nhỏ. Vậy thì là nguyên nhân là do đâu? Thì như cái ý mà đầu tiên đó, thì cái vấn đề đậu trái, thì anh nói là cái cây sầu riêng 9 năm, thì ở đây thì anh không có nói là giống gì. Cái giống mà trồng bằng hột, hay là trồng sầu riêng mà trồng bằng ghép, hay là giống sầu riêng ri sáo hay là mõn thon. Và đặc biệt là nếu mà cái trên cái cây sầu riêng đó, thì một vấn đề mà bà con cũng cần phải quan tâm nữa, đó là chúng ta cái cách bố trí giống như thế nào. Tại vì đối với cây sầu riêng đó, thì cái đặc điểm mà đậu trái của nó thì tương đối là nó hơi khó hơn một số cây khác. Tại vì nó có cái thứ nhất là cái hiện tượng là nó lệch pha, tức là pha đực và pha cái, thì nó có khi nó không có trùng nhau. Cái này cũng là một cái yếu tố nó gây trở ngại cho vấn đề đậu trái. Vấn đề thứ hai nữa là cái cây sầu riêng thì nó ra hoa mà nó nở qua rồi vào ban đêm, khoảng chừng 6 giờ chiều tới khoảng 8-9 giờ. Mà cái yếu tố mà thụ phấn đó, thì đối với sòi, đối với nhãn thì là con ong thì chính, nhưng mà đối với cây sầu riêng là cái con dơi là chính. Nhưng mà đặc biệt đó là đối với cái sầu riêng thì nó thụ phấn là không phải nhờ gió mà nhờ dơi thôi. Do đó thành ra là cái vấn đề mà thụ phấn mà ban đêm mà nhờ dơi như thế, mà đặc biệt là có cái hiện tượng lệch pha, thành ra là cái vấn đề thụ phấn của cái sầu riêng thường thường nó hay trở ngại.
và có một số giống sầu riêng thì nó cũng có cái đặc điểm là nó, cái từ chuyên môn nó gọi là tự bất tương hợp, tức là bản thân nó thì nó không có, cái phấn của nó thì nó không đậu được, mà nó phải có cái hiện tượng là thụ phấn chéo hoặc là phải tụ phấn bổ sung thì nó mới đậu. Do thành ra là để mà cải thiện vấn đề mà đậu trái đó, thì thông thường thì ở các nước như là ở Thái Lan, ở Malai, thì thường thường một cái vườn sầu riêng thì thường thường người ta không có trồng một giống, mà người ta trồng khoảng chừng từ 2 cho đến 3 giống để mà nó tăng cái vấn đề đậu trái. Và hiện nay cái kỹ thuật mà để tăng cái tỷ lệ đậu trái mà cho nó đạt mà cao, mà đồng thời cái trái mà nó đẹp, tức là nó tròn đều năm học, thì thường là cái kỹ thuật và thụ phấn bổ sung là hiện nay được áp dụng rất là phổ biến ở cái vùng Tiền Giang hoặc là ở Bến Tre. Do thành ra cái ý mà thứ nhất mà anh nói là nó đậu trái có 20%, thì anh nói chung chung thì tôi không biết như thế nào, nhưng mà để cải thiện những đề đậu trái này thì thứ nhất là có thể là chúng ta phải bố trí cái cách bố trí giống trong vườn. Cái thứ hai nữa là chắc lẽ là anh cần phải khắc phục, đó là anh phải thụ phấn bổ sung cho nó. Thì cái cách mà thụ phấn bổ sung là chúng ta sẽ thụ những cái trái mà nó nằm giữa cái tán cây, và thường là thụ phấn, thời gian thụ phấn là khoảng chừng 6 giờ chiều cho tới khoảng 9 giờ tối. Thì chúng ta sẽ dùng những cái cây giống như cây phất trần, cây chổi mà bằng ni lông đó, thì chúng ta sẽ quơ, chúng ta lấy phấn, mà tốt nhất chúng ta lấy phấn của cây khác. Thì đối với như trường hợp mõn thòn thì có thể lấy phấn của nó quét lên thì nó vẫn đậu tốt, thì vậy thì nó sẽ giúp cho cái tỷ lệ đậu trái. Còn thứ hai nữa là cái trái mà nó lớn thì anh hỏi là có phải là do thời tiết hay là sao, thì thật ra nếu mà nó đậu trái rồi thì cái chuyện này là không còn thời tiết nữa. Còn nếu mà nó ra hoa mà gặp ngay cái lúc mà nó mưa rồi thì lúc đó thì rất là khó đậu trái. Do thành ra là cái chỗ thời tiết thì cũng có thể là có, nhưng mà nó ảnh hưởng nhiều ở cái chỗ mà thời kỳ ra hoa và đậu trái. Còn cái trái mà nó nhỏ thì chắc có lẽ cái này thì nó liên quan đến cái chuyện mà bón phân. Do đó thành ra là anh cũng có hỏi là bón cái phân mà đầu trâu AT1, AT2, AT3 gì đó giai đoạn nào cho nó phù hợp, thì chắc có lẽ là nhờ kỹ sư Ngô Ngọc Mỹ nhắc lại cái chỗ này hồi nãy, thì kỹ sư Mỹ cũng có nói rồi. Nhưng mà tôi nghĩ chắc là để trả lời lại cái ý anh Phước, anh nói tại sao mà nó trái nó nhỏ, thì chắc là anh nói bón phân như thế nào để cho nó trái, cho nó lớn. Thì đây là một vấn đề mà tôi nghĩ là rất là quan trọng. Như ngay từ đầu tôi đã nói đó, là bón phân thì nó có hai cái vấn đề. Một là sẽ tăng năng suất, tức là cái trái thì nó to lên, nó bự lên thì cái trái nó nặng thì năng suất nó tăng. Thứ hai nữa là nó sẽ có cái chất lượng là ngon hơn. Thì giống như hồi nãy cái câu mà tôi vừa trình bày là cái vấn đề mà cái cam sành đó, nếu mà bón đúng thì nó sẽ không bị chai, thì chất lượng nó cao thì như vậy thì mới có thể bán được. Do thành ra cái ý mà chỗ anh Phước chỗ này thì nói là cái trái nó nhỏ thì có thể là do không ai biết cách mà bón phân chăm sóc. Do thành ra là có thể là kỹ sư Mỹ có thể tư vấn thêm là vấn đề bón phân cho anh Phước. Xin cảm ơn giáo sư ạ. Về vấn đề bón phân đầu trâu AT1, AT2, AT3 thì xin được nhờ kỹ sư Ngô Ngọc Mỹ tư vấn thêm cho khán giả ạ. Dạ, để cái trái sầu riêng nó chúng ta chăm sóc cho nó, cái trái nó to hơn đó, ngoài cái vấn đề giống ra đó, thì coi như là mình trồng cái giống trái nó to nhưng mà thực tế cái cây mình nó không được to, thì chúng ta đầu tiên là chúng ta phải chú ý là chúng ta phải tìm cách chúng ta xới gốc, chúng ta vô cái được cái phân hữu cơ đó, thì nó sau này nó mới có hy vọng là cái trái của chúng ta nó có cải thiện. Và một cái nữa là bắt buộc chúng ta phải có bón vôi thì cái cây sầu riêng nó mới có cái khả năng nó cho cái trái lớn hơn. Và cái giai đoạn thì sau khi thu hoạch thì chúng ta bón cái phân AT1 thì được rồi, đến cái giai đoạn mà trước khi ra hoa chúng ta bón cái AT2. Nhưng khi cái giai đoạn nó đậu trái đó thì lúc này chúng ta nên bón cái phân chuyên dùng cho cây ăn trái, nó có cái công thức là 15-5-20, hoặc là một cái loại nữa là 14-7-21, tức là 2 đạm 1 lân và 3 kali. Thì hai cái loại phân này nó là cái kali sunfat chứ nó không phải là cái kali clorua. Thì cái kali sunfat cái thứ nhất đó là trong đó nó có cái chất lưu huỳnh, thì cái chất này nó đặc biệt nó thích hợp cho những cây mà nó có cái mùi thơm, cái vị béo, thì cây sầu riêng thì nó lại chịu cái kali sunfat nhiều hơn là cái kali clorua. Chúng ta có thể bón cái kali clorua trong những giai đoạn đầu, nhưng khi nó mang trái rồi chúng ta nên bón cái kali sunfat thì cái chất lượng trái và cái năng suất trái nó cũng sẽ cao hơn. Nhưng mà chúng ta nhớ là phải có bón được cái vôi và cái chất hữu cơ thì nó
nó mới cải thiện nhiều mặt, thì nó giúp cho cái trái chúng ta nó hiệu quả hơn. Dạ. Xin cảm ơn kỹ sư ạ. Dạ, tiếp theo chương trình xin được nhờ tiến sĩ Lê Thanh Tùng tư vấn cho khán giả Nguyễn Văn Nhân ở Cái Bè Tiền Giang ạ. Khán giả Nguyễn Văn Nhân có câu hỏi là trước đây thì nông dân sản xuất cây ăn trái mà chạy theo năng suất thì ít ai quan tâm đến chất lượng, mà hiện nay thì nông dân muốn đi theo hướng chất lượng, hàng an toàn cho nông sản thì sẽ đi theo hướng nào? Việt Gáp, Global Gáp, đi hướng hữu cơ thì theo hướng nào để cho chất lượng nông sản cao ạ? Còn khán giả Nguyễn Văn An thì lại có trăn trở là nếu mà chúng ta muốn trái cây có chất lượng mà đẹp, mẫu mã đẹp, đạt chất lượng thì có phải là sử dụng rất nhiều thuốc bảo vệ thực vật hay không ạ? Xin được nhờ tiến sĩ giải đáp ạ. Trước hết ở bên Nhân thì chúng tôi nghĩ rằng là hiện nay thì chúng ta đang có nhiều các cái tiêu chuẩn về Việt Gáp, về Lô Banh Gáp hay là về các cái tiêu chuẩn GAP khác cũng như là hữu cơ vân vân. Thì đây là một cái ý nghĩa rất là tốt, chúng ta có thể đi theo bất cứ một cái tiêu chí nào, bởi vì ở đây nó không phải là chúng ta được chứng nhận là một cái giá trị về cái bằng nào, mà đây là chúng ta đang thực hiện theo vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm, và đây là một cái bước tập tành để chúng ta có thể thực hiện được các cái yêu cầu mà như chúng ta ban đầu chúng tôi nói là các cái quốc gia họ cũng đặt vấn đề về Việt Gáp hay Lô Banh Gáp hay là Việt Gáp gì hay là tiêu chí gì đâu, nhưng họ chỉ yêu cầu là không có những cái dư lượng chất này chất này chất này chất này, 10 chất, 20 chất, 30 chất ở trong cái nông sản của họ thì họ nhập khẩu thôi. Tuy nhiên muốn làm được điều đó thì chúng ta phải tập tành theo cái hướng của Việt Gáp này để, hoặc là Lô Banh Gáp để người ta có thể truy xuất được nguồn gốc. Thì các anh nên đi theo hướng này rất là tốt. Vấn đề thứ hai của anh An thì suy nghĩ này của anh hoàn toàn không đúng. Không nhất thiết là khi chúng ta sử dụng nhiều thuốc bảo vệ thực vật thì cái trái cây chúng ta mới có mẫu mã bình thường, mà có rất nhiều các cái giải pháp kỹ thuật khác mà chúng ta có thể thực hiện được. Ngoài chúng ta có thể bao trái, chúng ta có thể sử dụng bằng các cái biện pháp hữu cơ thì chúng ta có thể khống chế hoặc là chúng ta có thể quản lý được về cái mẫu mã của cái hàng hóa mình. Ngoài ra nó còn là cái chất lượng và cái ban đầu của cái loại trái cây đó. Thì chúng tôi nghĩ là anh An nên có những cái thay đổi về cái suy nghĩ của mình trong cái việc mà canh tác đối với cây ăn trái. Xin cảm ơn. Tiến sĩ ạ. Kính thưa quý khán thính giả và bà con nông dân, chúng ta đã trải qua gần một giờ trao đổi với các nhà khoa học và các thắc mắc của quý vị cũng phần nào được giải đáp. Tuy nhiên thì do thời lượng chương trình có hạn cho nên còn nhiều câu hỏi mà chúng tôi chưa kịp giải đáp. Thì bộ phận kỹ thuật của công ty cổ phần phân bón Bình Điền sẽ liên hệ đến quý vị và giải đáp cho quý vị. Và sau đây thì chúng tôi xin được chúc mừng khán giả có câu hỏi hay được nhận quà của công ty cổ phần phân bón Bình Điền. Phần quà là 5 bao phân đầu trâu nuôi trái. Xin được chúc mừng khán giả Nguyễn Văn Phúc ở Kế Sách Sóc Trăng, số điện thoại là 0704779456. Và sau đây thì chúng tôi xin được khởi động phần quay số ngẫu nhiên để chọn ra hai khán giả may mắn nhận quà của Đài Phát thanh Truyền hình Sóc Trăng là thẻ cào điện thoại trị giá 200.000 đồng mỗi thẻ. Xin mời bộ phận kỹ thuật tiến hành quay số ạ. Xin chúc mừng khán giả Nguyễn Thị Hoa ở Tiền Giang có số điện thoại là 0386088142 và khán giả Nguyễn Tấn Thành ở Vĩnh Long có số điện thoại là 0387541722. Chương trình tọa đàm kỳ này xin được khép lại tại đây. Xin được cảm ơn các nhà khoa học và công ty cổ phần phân bón Bình Điền đã đồng hành cùng chúng tôi trong chương trình này. Cảm ơn quý khán thính giả và bà con đã quan tâm theo dõi. Quý vị có thể xem lại chương trình này vào lúc 15 giờ ngày 28 tháng 7 trên kênh STV1 và vào lúc 16 giờ 30 phút trên kênh STV2. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những chương trình kỳ sau.